Bộ Công Thương tuyết còi doanh nghiệp ép khách hàng mua combo pháo hoa. Ngày 22 tháng 1, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho biết đã có công văn gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 yêu cầu doanh nghiệp này tuân thủ các quy định của pháp luật cạnh tranh, không được ép người mua pháo hoa combo các sản phẩm pháo khác nhau. Công văn của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nêu rõ, vừa qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số cửa hàng pháo hoa của nhà máy Z121 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 đã đưa ra hình thức ép người mua pháo hoa combo các sản phẩm pháo khác nhau. Được biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 hiện là đơn vị độc quyền sản xuất, bán pháo hoa tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị doanh nghiệp rà soát và điều chỉnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó đặc biệt lưu ý không để vi phạm các quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018 tại điểm A khoản 2 điều 27. Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể liên hệ với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng để được tham vấn. Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh một số cửa hàng pháo hoa chỉ bán pháo hoa cho người dân theo dạng combo do cửa hàng đóng gói sẵn, giá 950.000 đồng. Chọn gói combo có 2 túi ống phun hoa cầm tay loại 200mm, một túi ống phun hoa cầm tay loại 150mm, 3 gói cây hoa lửa, một cánh hoa xoay, một vòng hoa xoay lửa và một pháo giàn phun viên 25 quả, giá 950.000 đồng, cao hơn nhiều so với mức giá bán của Công ty Hóa chất 21 công bố. Theo bảng giá mà Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 công bố thì ống phun hoa cầm tay loại 200mm giá 33.000 đồng một túi, ống phun hoa cầm tay loại 150mm giá 32.000 đồng mỗi túi, cây hoa lửa 13.000 đồng một túi, cánh hoa xoay 55.000 đồng một bộ, vòng xoay lửa giá 65.000 một bộ và pháo giàn phun viên 25 quả giá 308.000 đồng một bộ. Tổng số tiền các sản phẩm trong combo là 532.000 đồng.